Nếu mà sao không nhớ thì chắc ai cũng biết mà. Chính họ sẽ là một bài học cho các em, chứ không phải người tử tế thì mới dạy được người tử tế. Cũng rất mong là Lưu Đồng Đất Nam mình sẽ hỗ trợ cho Giang và giảm án cho Giang, để mà Giang có thể là tiếp tục cái ước mơ, cái nghề và máu lửa, cái nghề mà đã nuôi sống bằng tiếng Giang. Với bất kỳ ai từng theo nghiệp cầu thủ thì niềm đam mê bóng đá của họ là cực kỳ mãnh liệt. Bóng đá đã theo chân họ suốt từ nhỏ tới khi trưởng thành, là một phần máu thịt của các ngôi sao sân cỏ. Vậy nên có thể hiểu nỗi buồn da diết của Nguyễn Thành Long Giang khi anh phải rời xa với tình yêu lớn nhất cuộc đời. Cái thời gian đầu mình không dám đến sân xem bóng đá. Không có, cũng có nhiều anh em đuổi đến sân thống nhất ngày kia để xem, mà đó mình sợ mình xem mình buồn, sợ nhớ nghe. Sau này bắt đầu mình mở lòng ra thì mình cũng nghĩ thôi cái chuyện nó cũng qua rồi. Nói chung mình cũng vô tư, tại vì mình thấy cũng nhiều người vô tư mình lắm, nên mình cũng đến sân rồi xem. Giờ này đội U23 hay U19 đội gì Philip ra sân thì mấy anh em cầu thủ cũng gửi vé cho mình xem. Có một lần đi xem đội Sài Gòn FC, đó là anh tại em là huấn luyện trưởng, lúc mà bạn Hoàng Quảng muốn dẫn mình xuống sân để chụp tấm hình cho nên anh em lâu quá không gặp, thì lúc dẫn xuống thì mình đâu có mặc đồ cầu thủ đâu, thì nhân viên bảo vệ đó thì cho cầu thủ xuống chặn mình lại. Lúc đó mình tuổi thân ngày xưa, nếu mà sao không nhớ thì chắc ai cũng biết mình. Từ một người được mến mộ, thuộc mặt nhớ tên, sau vài năm không còn được tham gia bóng đá, Long Giang đã dần lùi vào dĩ vãng trong ký ức của nhiều cổ động viên. Đó là nỗi đau lớn nhất của một cầu thủ. Để nguôi ngoai nỗi nhớ nghề, cựu trung vệ người Tiền Giang đã tham gia bóng đá phủi như một cách để rèn luyện kỹ năng cũng như thỏa mãn phần nào đam mê cháy bỏng. Sau sự việc của mình xảy ra thì nó là năm 24, thì bận thời gian khoảng đầu năm 25. Thì mình mới bắt đầu tham gia phủi. Tại thời điểm đó mình giống như mình sụp đổ rồi, cái tâm lý mình còn ngại, chứ mình chưa có mở lòng để đi ra sân chơi bóng, nên phải mất nửa năm thì anh em mới rủ mình đi chơi trong này chỗ kia, cái mình mới cảm nhận bóng đá phủi nó có những cái hay, cái vui riêng, tự như nó không có áp lực thành tích giống như bóng đá chuyên nghiệp. Anh có đá thắng, đá thua cũng vui vẻ, không có cay cú ăn thua. Rồi trong cái phủi nó có cái chất nó rất là riêng. Thì mình cảm thấy nó vui, thích hợp nên mình mới gắn bó nó phủi tới giờ. Hiện tại, Long Giang có cuộc sống rất ổn định với công việc kinh doanh đồ chơi, phụ kiện xe hơi. Và anh khát khao được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá, không phải vì chuyện kinh tế, mà đơn giản chỉ là thỏa đam mê. Quan trọng hơn, anh muốn sửa chữa sai lầm, trả lại những gì mà bản thân còn nợ bóng đá nước nhà cũng như các cổ động viên. Cấm thi đấu ở biển thì cái đó mình chấp nhận, cái đó là rất xứng đáng, tại vì mình sai trong tư cách là cầu thủ, thì cấm mình không được làm cầu thủ nữa thì mình cảm thấy cái đó là hoàn toàn xứng đáng. Còn bây giờ thì mình chỉ mong muốn liên đoàn cho mình giảm cái bản án mà cấm tham gia hoạt động. Thì nếu mà giảm hẳn cho bây giờ mình được đi học luôn thì cái đó quá tuyệt vời rồi. Còn nếu mà chưa thích hợp nữa thì mình cũng mong là cho mình một cái thời hạn, một cái đích. Ví dụ như giờ tính ra bản án, ví dụ có thể cấm mình 6 năm, 7 năm, 8 năm, thậm chí 10 năm. Mình cũng sẽ đợi cái ngày đó để mình được đi học, để quay trở lại. Nỗi niềm đó được anh ấp ủ từ rất lâu, cho tới ngày khao khát quá lớn ấy khiến anh buộc phải nói nên lời. Dòng trạng thái vô cùng xúc động này đã nhanh chóng gây sóng cộng đồng mạng Việt Nam và đa phần đều ủng hộ ước vọng của Long Giang. Hôm đó mình đi đá bóng về, cái mình xem lại những mấy tấm hình mình chụp với con trên sân bóng á, cái
tự nhiên mình xúc động, tại mình cũng nghĩ đến mình sẽ chọn cái thời điểm để mình xin được quay trở lại đó. Thì lúc đó thì mình đang xem mấy tấm hình thì cảm xúc mình nó trào dâng đi. Cái mình thấy con mình nó vui đùa, nó thích chơi bóng vậy đó. Mình nghĩ mình bây giờ mình phải cố gắng thử thôi. Nếu mà được sau này, ví dụ con mình bước vào sân, ba tôi cũng là hồi xưa cầu thủ, bây giờ là huấn viên. Ví dụ nếu mình lỡ mình thành công, mình con mình tự hào về cái sự nghiệp của mình. Cái vấn đề mà Giang vừa rồi có viết một bức lá thư mà xin liên đoàn bóng đá mà để được mà giảm án, để được mà quay lại với cái nghề gọi là cương vị là huấn luyện viên, thì cái điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Mà bản thân Tân với Giang là cũng đã chơi bóng với nhau cũng là 5-6 năm nay, bạn bè nói chung là cũng rất thân thiết. Mỗi lần mà ra sân với Giang thì Giang rất máu lửa. Mình có những lâu lâu mình cũng hỏi Giang, hỏi chơi là ủa bạn có khi nào bạn tính quay lại bóng đá không? Giang cũng im im, Giang cũng suy nghĩ này nọ, cũng buồn đó. Thì Giang có tâm sự thì cái đó thì mình không có dám nghĩ tới, đó ước mơ thôi. Cũng rất mong là Liên đoàn bóng đá Việt Nam mình sẽ hỗ trợ cho Giang và giảm án cho Giang, để mà Giang có thể là tiếp tục cái ước mơ, cái nghề máu lửa, cái nghề mà đã nuôi sống bản thân Giang, tức là với cương vị là huấn luyện viên. Bóng đá đã cho Nguyễn Thành Long Giang quá nhiều, vậy nên cảm giác tội lỗi luôn tồn tại trong anh suốt 6 năm qua, kể từ khi anh chính thức vướng vào vòng lao lý. Một lời xin lỗi không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta sống với hiện tại và hy vọng cho tương lai. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Nếu mà bây giờ chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy là có những cầu thủ mà từng vướng vào những tiêu cực trong bóng đá đó, họ được trở lại với bóng đá. Và VFF cũng tạo điều kiện cho họ, người hâm mộ cũng mở rộng vòng tay với họ. Tôi nghĩ điều đó là rất tốt. Bởi vì sao? Họ đã có một cái thời gian ngắm những cái bài học trong quá khứ rồi, đủ để họ nhận thức được cái giá trị của bản thân trong cuộc sống này và cái giá trị của bóng đá đối với chính họ. Cho nên mà chúng ta tạo điều kiện trở lại cho những cái người mà người ta làm lỡ đó, người ta trở lại với bóng đá, cái điều đó là hết sức nhân văn. Nếu thật sự Long Giang muốn trở lại bóng đá, thật sự Long Giang nhận thức được vấn đề, thì tôi nghĩ là chắc cũng không ai cản con đường của anh đâu. Nhiều người bảo là đã từng vướng vào cái đó thì làm sao mà dạy các em, tôi không đồng tình. Chính họ sẽ là một bài học cho các em, chứ không phải người tử tế thì mới dạy được người tử tế. Hình ảnh Long Giang đầy tự hào bước ra sân trong bộ trang phục đội tuyển Việt Nam nay chỉ còn là những thước phim tư liệu, hoặc được tái hiện lại như những gì các bạn đang chứng kiến. Mà dù vậy, nó là động lực để cho anh khát khao được làm lại, không phải trên cương vị cầu thủ mà là với tư cách huấn luyện viên, như một số cầu thủ từng dính đáng cá độ đang làm vào lúc này. Long Giang luôn có được sự ủng hộ của người thân, bạn bè, phần lớn người hâm mộ cũng đã tha thứ cho anh. Mong ước của Long Giang có thành sự thật hay không vẫn là một câu chuyện ở phía trước. Nhưng hãy tin vào những điều tốt đẹp, khi theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. Mong rằng điều đó sẽ ứng nghiệm với Nguyễn Thành Long Giang. Đó cũng là điều mà những người thực hiện phóng sự này muốn gửi tới cựu trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam.